Ngày 24 tháng 9, Đại úy Huỳnh Việt Kiều, trạm trưởng trạm cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, đang tiếp tục xác minh nhân thân và các thông tin tư pháp của 226 công dân Việt Nam vừa được các lực lượng chức năng của Campuchia bàn giao. Đây là những công dân được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Brea Sihanouk giải cứu trong chiến dịch kiểm tra người nước ngoài và trấn áp tội phạm buôn bán người từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9 ở 3 công ty nước ngoài tại Campuchia. Số lao động được giải cứu đều là nạn nhân bị lừa gạt sang Campuchia làm việc dưới chiêu bài việc nhẹ lương cao và bị cưỡng bức lao động trong các cơ sở tổ chức lừa đảo do người nước ngoài làm chủ. Hầu hết số lao động đều có giấy tờ tùy thân, 36 người có hộ chiếu hoặc bản sao, hình ảnh giấy tờ tùy thân. Một số rất ít không có giấy tờ tùy thân do bị mất hoặc bị công ty trước đây thu giữ. Những công dân này đã được lực lượng chức năng nước bạn hoàn tất thủ tục xử lý theo pháp luật và bàn giao cho bộ đội biên phòng tại cột mốc 313, cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Theo Trung tá Nguyễn Hữu Việt, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, đối với công dân xuất cảnh bằng hộ chiếu thì giải quyết cho nhập cảnh theo quy định. Những công dân xuất cảnh trái phép sẽ cho làm bản tường trình, lấy lời khai để làm rõ. Liên quan đến công dân ở địa phương nào, lực lượng chức năng sẽ liên hệ với công an, chính quyền ở địa phương đó để xác minh nhân thân và sẽ xử lý vi phạm hành chính. Tính đến nay đã có tổng số hơn 1.200 lao động Việt Nam được giải cứu.